Luna gầy không có mỡ nên ăn không ngán. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Mình là Miuna đây. Hiện tại thì mình đang quay ở Cần Giờ. Quay gì? Quay MV. MV. Sao có bài hát mới mọi người ạ? Là MV không phải của anh Đức, lại là mình, là MV của mình với Thắng. Thắng. Ủa? Gì vậy? Không biết nữa, không biết nữa. Honey, với Honey. Đúng rồi. Xong rồi cho MV này, Honey có người yêu, tôi có crush, trời ơi, xuống mấy năm trời. Anh chẳng biết chơi của em tôi cũng có crush rồi. Mà không biết crush có thành công không nha. Ôi trời ơi. Thế MV này, MV này em có crush không? Em cũng muốn có crush với người yêu mới lắm ấy, mà tại vì anh lại cứ phải nói anh mới cho em tiền để chơi mình. Tại vì mình nghèo ấy em, thì không có tiền thuê thuê cái khác mà bạn trai anh vẫn đặt tiền em phải luôn đấy, ngán nhở, ngán không? Ngán không? Cứ ngán không? Không ngán tí nào. Anh nhìn nó giả. Tại vì Luna gầy không có mỡ nên ăn không ngán. Thôi, tiếp tục. Để còn mời mọi người đi theo xem clip. Đi theo ý là đi theo là mình cắt qua cái cảnh khác rồi, bé này lì ghê. Ok, vậy thì mọi người hãy cùng với Miuna theo dõi xem chúng mình sẽ làm gì, cũng như là tất cả mọi người làm gì ở trong cái MV này, và xem mọi người đã vất vả như nào chuẩn bị nha. Chính xác là phải xem mọi người làm gì dưới cái thời tiết 40 độ là chính không nha mọi người ơi. Cần giờ. Let's go. Yeah. Trời ơi. Mời đẹp. Mời đẹp. Lung linh dịu khi đom đóm lượn bay ở chốn này. Trời đấy, cái kia nó tè le tè lét luôn. Bác đợi thằng kia mình giấc mơ tuyệt vời chưa tới này, các thể loại hẹn chiều nay mà sáng hôm sau rồi chưa tới, nói chung là đừng đi đúng không? Ok, các thể loại dễ hơn này. Cạn à, đây mặt trời xoay vào nhá. Rồi ôi giời, bác đợi mình kèm không. Everywhere I go, I wanna picture one of the light blue. Hey, you know the my girlfriend. Wow. The nigga the one I tap. Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu wa jujitsuru no moto. Chuyện tình mình mãi như tình chia linh, ngọt ngào và mang theo những em
Mười điểm. Mười điểm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi vào. Anh đi rồi. Rồi đưa nó cái kem. Rồi giơ ngón tay lai lên. Rồi quay quay nhìn máy. Chạy tiếp, chạy đi. Rồi ra sao là cái kem. Ý là phải đi lên đây luôn đấy nha. Chứ không có giờ nào đâu. Tới lượt anh nhảy thì người đó đi lên cái máy bảnh mai đi liên cái một máy bảnh bây giờ tối thui rồi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thì hiện tại thì tụi mình cũng đã quay xong MV Đi Chơi Lên Tình Yêu. Em yêu lại chị má, tình yêu má. Thì bây giờ MV cũng đã xong rồi. Bây giờ mình xin phép mình mang em mình đi viện nha. Bé nó tắm nắng hôm nay nó đủ mệt rồi. Mọi người nhớ coi MV ủng hộ tụi mình nha. Lên em. Ê, đây. Có thể là để chê trái tim luôn á chị ơi. Trời được rồi Luna ơi, được rồi. Cái thương tưởng của chị nó gắm vô cái đùi của em. Có thể là đi viện vì cái thương tưởng của bạn gắm vô cái người mình luôn á. Thật sự đến giờ này mà rồi còn tiểu phẩm thì thật sự để bà nói. À, cảm ơn mọi người.